Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tìm hiểu các bối cảnh nước Mỹ qua cụm từ In God We Trust. Trên trang nhà sách hiếm nét có hai tác giả viết về cái đề tài này, đề tài In God We Trust, có nghĩa là chúng tôi tin tưởng vào Thượng Đế. Một là của tác giả Charlie Nguyễn trong cái tuyển tập đọc thần giáo của ông đăng hồi năm 2007, tức là rất là lâu rồi. Và một In God We Trust của tác giả Trần Trọng Sĩ viết đầu năm 2021. Cả hai cái bài đều giống nhau ở cái đối tượng là nước Mỹ, nhưng mà chỉ khác nhau ở cái thời điểm của những cái vấn đề mà nội dung của hai bài bàn tới. Cả hai bài đều rất là cần thiết để bạn đọc tìm hiểu nước Mỹ qua cái chữ In God We Trust theo cái nhìn của hai tác giả này. Cho nên chúng tôi sẽ chia thành nhiều video để trình bày dần dần. Cái từ In God We Trust, tức là chúng tôi tin tưởng vào Thượng Đế, là cái phương châm chính thức của Hoa Kỳ và của tiểu bang Florida. Nó được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1956, thay thế cho cái thiết kế trước đây, nhất là trên đồng tiền đó. Trước đây đó là họ dùng cái từ là E Pluribus Unum, vốn là cái phương châm trên thực tế kể từ khi thiết kế ban đầu của cái con dấu lớn của Hoa Kỳ vào năm 1776. Vậy thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu lướt qua cái bài đầu tiên, In God We Trust, trong cái tuyển tập đọc thần giáo của tác giả Charlie Nguyễn. Nhắc lại là ông viết cái bài này từ năm 2007. Theo bản tin đăng trên giao điểm số 42, trang 77 đến 79, thì vụ biến động của người thượng ở Pleiku đầu năm 2001 cho thấy có âm mưu ngoại bang sử dụng chiêu bài tôn giáo phá hoại an ninh xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Những người thượng tin lành, nổi loạn này hầu như không màng tới việc làm ăn mà chỉ lo sẵn sàng khăn gói để chờ một thế lực nào đó từ Mỹ sẽ đến bốc họ đi, rồi sau đó sẽ đưa họ về giải phóng quê hương miền cao để thành lập một quốc gia tinh lành. Lúc nãy tôi có nói là hai cái bài là cái đối tượng là nước Mỹ, nhưng mà thật ra nó liên hệ tới vận mạng của nước ta, và cũng vì thế mà chúng tôi mới đọc những cái bài này. Chứ nếu mà chỉ có liên hệ tới nước Mỹ không thì cũng không đủ cho chúng tôi làm những cái video này. Số 2 La Mã, chủ nghĩa nhân đạo thế tục, Secular Humanism, luôn luôn thống lãnh đời sống văn hóa chính trị Hoa Kỳ. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ là những bộ óc sáng suốt, thấu triệt những hậu quả tai hại của tôn giáo tại Âu Châu. Do đó, ngay từ đầu, họ đã theo đuổi chủ nghĩa nhân đạo thế tục, mà yếu tố chủ chốt là sự phân chia rõ rệt giữa tôn giáo và nhà nước. Đó chính là nguyên tắc bảo đảm không cho phép bất cứ một tôn giáo nào có thể áp đặt giáo điều của mình lên đời sống toàn dân. Đó cũng là nguyên tắc chiến đấu cho con người được tự do sử dụng lý trí của mình để hướng dẫn cuộc sống của chính mình và chống lại bọn cuồng tín làm công cụ cho các thế lực thần quyền đen tối. Chính vì vậy, Hiến pháp Hoa Kỳ và bản tuyên ngôn nhân quyền đã minh thị ngăn cấm chính quyền thiết lập một quốc giáo và ngăn cấm tôn giáo xen vào chính trị. Từ ngày lập quốc đến nay đã hơn hai thế kỷ, nước Mỹ vẫn luôn luôn trung thành với chủ nghĩa nhân đạo thế tục. Đó là chủ nghĩa coi trọng những lợi ích, ước vọng và giá trị của con người hơn là niềm tin tôn giáo. Trong ý nghĩa đó, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí được coi trọng hơn tự do tín ngưỡng, như ta thấy trong vụ phim The Last Temptation of Christ, cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa Kitô. Cuốn phim này được mô phỏng theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hy Lạp Niko Kazantzakis, xuất bản năm 1951. Nhà đạo diễn Mỹ Martin Scorsese dựng thành phim năm 1988. Theo giáo lý Kitô thì Jesus có hai bản tính, là bản tính con người và bản tính Thiên Chúa. Tác giả cốt truyện cũng như
nhà làm phim bỏ qua tính Thiên Chúa của Giêsu để chỉ mô tả về tính người của Giêsu mà thôi. Tất nhiên, với tư cách là con người, Giêsu cũng có những đau khổ, những thèm muốn và cũng bị cám dỗ như mọi người chúng ta. Có lẽ đó cũng là lẽ thường trong đời sống thật của Giêsu. Tuy nhiên, những người cuồng tín Công giáo cũng như Tin lành đều không muốn nhìn thấy sự thật vì nó làm giảm đi sự kính trọng của họ đối với Giêsu vốn đã được thần thánh hóa quá mức. Tài tử William Dafoe đóng vai Giêsu. Cuốn phim đã làm cho những người Kitô giáo tức giận vì đã mô tả giấc mơ của Giêsu khi Ngài bị treo trên thập giá trong cơn đau đớn cùng cực. Giêsu ước muốn được làm một người bình thường chứ không muốn làm đấng cứu thế. Giêsu muốn trở về nơi đời thường, cưới Mary Magdalene làm vợ và có con với nàng. Magdalene nguyên là một cô gái điếm nhưng đã tha thiết yêu Giêsu từ lâu. Hầu như Giêsu đi đâu cũng có mặt nàng ở đó. Nàng luôn chăm sóc Giêsu như một người vợ đảm đang yêu chồng. Trong cơn hấp hối, Giêsu cảm thấy yêu nàng vô cùng. Giêsu chẳng tha thiết gì với cái trò cứu chuộc và cũng chẳng màng tới việc trở về với Đức Chúa Cha như người ta gán ép. Niềm khát khao lớn nhất của Giêsu là làm tình với Magdalene. Cuốn phim trình bày cảnh Giêsu làm tình với Magdalene như một cặp vợ chồng bình thường. Nhiều người Kitô giáo bảo thủ kịch liệt kết án cuốn phim là nhục mạ Thiên Chúa của họ. Các rạp chiếu bóng trên khắp nước Mỹ bị những người biểu tình bao vây, ngăn chặn không cho khán giả vào rạp coi phim The Last Temptation of Christ. Nhiều tổ chức Kitô giáo vận động với chính quyền tiểu bang hay thành phố ra lệnh cấm lưu hành cuốn phim này. Nội vụ được đưa lên tối cao pháp viện. Kết quả, tối cao pháp viện xác định quyền làm phim là quyền tự do phát biểu tư tưởng. Do đó, mọi việc ngăn cản chiếu phim nói trên đều vi hiến. Tu chính án 14 còn đi xa hơn nữa. Chính sách của chính phủ phải theo đuổi mục tiêu thế tục hoặc vô tôn giáo. A government policy must have a secular or non-religious purpose. Do đó, trong thập niên 1960, tối cao pháp viện Mỹ đã cấm các trường công lập không được tổ chức đọc kinh cầu nguyện và không được đọc thánh kinh trong trường. Ngoài ra, tu chánh án 14 còn ngăn cấm các cơ quan chính quyền không được hỗ trợ một tôn giáo nào. Do những quy định của luật pháp và hiến pháp Hoa Kỳ rất chặt chẽ nhằm ngăn chặn mọi sự lạm dụng của tôn giáo, thiết tưởng những hoạt động truyền giáo Tin lành hiện nay ở Việt Nam chỉ là những hoạt động tư nhân mà thôi. Nếu phát hiện có một cơ quan nào của chính phủ hỗ trợ cho các việc truyền giáo nói trên ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần lên tiếng tố cáo trước dư luận. Những cơ quan đó có thể bị truy tố vì họ đã vi phạm hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin mời quý vị nghe tiếp phần kế ở video sau.